hắn là anh ơi. Báo cáo tổng đài xin chi viện. Biển số xe M6868. Làm sao tao biết được? Tía mà đặt chuyện này chuyện nọ như vậy chết chung cả đám cái tía ơi. Con chưa nổi tía mà tía. Con mà chưa nổi chết rồi tía. Bà ơi bà, chắc Tết hôm nay tôi với mấy nhỏ không về ăn Tết chung được với bà đâu bà. Tôi xin lỗi bà. Hai ơi, em còn chưa cưới được em bé nữa hai ơi. Sao giờ hai ơi? Hả? Cái gì quên xuống của bà đó hả? Mày tin tao đi. Anh ơi, gần đây có con đường nào vắng không có người qua lại không? Chạy 2 cây số nữa sẽ có con đường vắng. Nhưng mà cuối đường là bờ sau. Anh dẫn tụi người tới đó đi. Khoan. Chuyện gì nữa? Anh giúp tôi thêm một chuyện nữa. Mọi người cần hỗ trợ gì nữa không? Đừng tới đó, anh nói với mọi người là tránh xa nó hết nha. Trong vòng phạm vi 10 mét là không có ai được đứng đó. Mà biết rồi, nhớ nha. Chúng tôi vẫn chưa làm xong mà. Đẩn tôi lên con ơi. Đẩn tôi lên. Đó, mày đợi vô đi. Thôi, mày đợi đi chứ. Không, mày đợi đi. Mày hãy nói với tiếng má là rốt cuộc chị hai cũng làm được điều tử tế ngay nữa. Nó ngay đó. Chắc chắn đến giờ còn tử tế gì nữa. Mày đợi đi. Không, tao không cần, mày đợi đi. Tôi không cần đâu, mày đợi đi. Mày đợi đi, không lên tiếng tôi đợi. Không rồi, không đợi đi, tiếng tôi đợi. Tía, tía đợi đi tía. Con gái mình đợi đi. Tía không có đợi đâu. Đợi đi tía. Trời ơi.